Audi trân trọng kính chào quý khách. Xin kính chào quý vị các bạn. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Avanza 7 chỗ ngồi. Trước mắt quý vị các bạn là chiếc xe 7 chỗ ngồi của hãng Toyota. Đó là chiếc Avanza sản xuất năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc, số sàn 7 chỗ ngồi. Một chiếc xe rất tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này chỉ tiêu thụ hết 6 lít rưỡi xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe 7 chỗ mà tiêu thụ 6 lít rưỡi xăng là quá ít và rất là kinh tế. Nếu như bạn nào mà muốn sử dụng đông người đi 7 ngựa chỗ, xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2018, đăng ký lăn bánh lần đầu 2019. Xe có màu vàng cát, 7 chỗ ngồi như quý vị nhìn đây, form dáng đây ạ. Toyota Avanza 7 chỗ ngồi, số sàn, động cơ 1.3 MT. Xe hiện nay đang được bán với giá là 455 triệu đồng. 455 triệu là giá của chiếc Toyota Avanza. Như quý vị nhìn thấy đây, xe cũng được trang bị 4 la răng đúc, tay nắm cửa mạ chrome. Với dòng Toyota thì các bạn biết rồi, Toyota thì về các cái trang thiết bị, về option trang thiết bị nó không có nhiều. Nó chỉ là bền bỉ, nồi đồng cuối đá, đồ đạc rẻ không hỏng vặt, thế thôi. Toyota thì còn về trang thiết bị Toyota thì thật sự là không có nhiều. Được ba trang bị 4 la răng đúc. Rồi là trong xe thì được trang bị gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện cục điện, màn hình cảm ứng, camera lùi, điều hòa hai vùng, một vùng đằng trước đây, và có một dàn điều hòa trung tâm cỡ lớn, ghế da hai màu, táp ly táp lô màu đen. Xe thì mới chạy có 2018, đăng ký lần đầu 2019. Xe mới chạy có đây, xe chạy 6 vạn nha bạn nha, xe chạy 6 vạn. Chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá tiền 455 triệu. Đây là nội thất của xe. Đấy ạ, trang thiết bị của chiếc xe này thì chỉ được trang bị 4 la răng đúc, gương kính chỉnh điện cụp điện, màn hình camera lùi, hai vùng điều hòa, rồi là ghế da trần nỉ. Về mặt kỹ thuật của xe thì 2018 thì xe cũng còn khá mới, mới chạy được có 2-3 năm thôi, mới chạy có 6 vạn. Đây là phần chỉ của cánh phụ đây. Phần tai và phần bản lề của cánh phụ. Còn đây là cánh sau bên phụ ạ. Chỉ của cánh sau bên phụ. Phần tai và phần bản lề. Tiếp đến đây là phần đinh tán của máng nước. Đây, đinh tán này tất cả còn nguyên. Bên này cũng vậy. Ốc cốp còn nguyên zin chưa mở. Đây là phần chỉ cốp đây. Các bạn nhìn thấy phần chỉ cốp đấy. Cốp nguyên zin chưa mở này. Bảy chỗ ngồi, hai vùng điều hòa, trần 3D. Chủ nhân lại thích cái màu vàng vàng này. Vâng. Thế còn đây ạ, đây là chỉ của cánh sau bên lái. Phần tai và phần bản lề. Đây là chỉ của cánh lái đây. Tai, bản lề. Chúng
ta sẽ đi đến phần kiểm tra phần đầu. Phần đầu là cái phần đáng phải quan tâm nhất ở một chiếc xe ô tô. Đây là phần đầu của chiếc xe các bạn nhé. Mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Đó là ốc của cabo còn nguyên zin chưa mở này. Chỉ của cabo đây. Chỉ của cabo đây. Nó hơi bị ngược sáng một chút. Đây. Còn nguyên zin, chỉ cabo còn nguyên zin. Phần tai các bạn nhìn thấy phần tai này. Phần tai này, phần răng này. Tất cả còn nguyên zin. Đây. Phần ủ giảm sóc GS càng sắp xi. Sau khi đây, sau khi mà kiểm tra về mặt thân vỏ của chiếc xe thì chúng ta kết luận rằng xe là keo chỉ nguyên zin, không bị đâm va tai nạn. Còn về phần động cơ, động cơ của chiếc xe này cũng rất dễ nhìn. Động cơ chiếc xe này gần giống như động cơ của Innova, nhỏ hơn một chút. Các bạn nhìn này, toàn bộ các cái ốc chưa mở bất cứ một ốc nào các bạn nhé. Toàn bộ ốc là chưa mở bất cứ một ốc nào. Vậy là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, số sàn, tiết kiệm nhiên liệu, sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2018, hiện nay đang được bán với giá tiền 445 triệu đồng. Thật sự với giá tiền 445 triệu đồng để mua xe 7 chỗ đời cao 2018 thì rất là khó mua. Thì có lẽ là chỉ có Avanza và Expander thôi. Thì chiếc xe này là của Toyota. Avanza nhập khẩu nguyên chiếc năm 2018 số sàn. Hiện nay chiếc xe này đang được bán với giá tiền 445 triệu đồng. Mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ trực tiếp với Dung Audi 0855 966 966. Quý vị cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi lần Dung Audi có xe mới về, các video chi tiết của mỗi chiếc xe và các buổi live stream báo giá, tư vấn trực tiếp. Quý vị nào mà cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ Zalo hoặc gọi điện thoại 0855 966 966. Dung Audi sẽ hân hạnh được tư vấn cho quý vị các bạn qua Zalo cũng như là qua điện thoại. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Dung Audi trân trọng kính chào quý khách.